Hàng năm, cây tiêu mang về cho đất nước hàng tỷ đô la Mỹ. Nhiều địa phương phát triển nhanh nhờ cây tiêu. Hàng vạn hộ dân trồng tiêu trở nên giàu có, hạnh phúc và sung túc. Bí quyết đó chính là sự quan tâm, chăm sóc vườn tiêu một cách đặc biệt. Chọn phân bón đúng loại, bà con nông dân trồng tiêu an tâm, năng suất đảm bảo, đời sống vui hơn. Đầu trâu hồ tiêu kinh doanh, tăng năng suất, tăng niềm vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Chinh Phục tuần này. Chương trình Chinh Phục năm 2023 do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức. Đặc biệt năm 2023, chương trình Chinh Phục được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị quan tâm hỗ trợ kinh phí sản xuất chương trình. Xin được cảm ơn VNPT Quảng Trị, Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ở trận thi đấu thứ 9 vòng loại cuộc thi chinh phục năm 2023, với những phần thi vô cùng gay cấn và quyết liệt, thí sinh Võ Văn Chính đến từ trường Trung học phổ thông Lê Lợi đã là thí sinh thứ 9 góp mặt vào vòng 2 của cuộc thi chinh phục năm nay. Và hôm nay chúng ta cùng ở đây để chứng kiến trận thi đấu thứ 10. Và ngay lúc này hãy dành một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để chào đón cả 4 thí sinh xuất hiện trên sân khấu lúc này. Ở vị trí thi đấu đầu tiên là một gương mặt đại diện đến từ huyện vùng cao Hướng Hóa. Xin được chào đón Lý Văn Hoàn đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Phùng. Ở vị trí thi đấu thứ hai xin được chào đón Hoàng Duy Quản Trọng đến từ trường Trung học phổ thông Gio Linh. Quản Trọng quyết thắng, Quản Trọng quyết thắng. Vị trí thi đấu thứ 3 là một gương mặt đại diện của trường Trung học phổ thông Đông Hà. Xin được chào đón Nguyễn Minh Đình Thiên. Đình Thiên cố lên, Đình Thiên cố lên, Đình Thiên cố lên. Và ở vị trí thi đấu cuối cùng là một gương mặt đại diện của trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm. Xin được chào đón bạn Nguyễn Duy Ánh. Duy Ánh tự tin chiến thắng. Thưa quý vị, đây sẽ là 4 gương mặt tham gia tranh tài ở trận thi đấu thứ 10 vòng loại cuộc thi chinh phục năm nay. Và trước khi cùng với 4 bạn thí sinh cùng bước vào cả phần thi của cuộc thi này, chúng tôi muốn nghe một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để cổ vũ thêm tinh thần cho cả 4 thí sinh trên sân khấu lúc này. Cảm ơn các bạn cổ động viên. Và tham gia cuộc thi chinh phục, hội đồng cổ vấn đã cử cả thành viên sau đây làm ban giám khảo cho trận thi đấu ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Lê Thủy Hằng đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Trân trọng giới thiệu cô giáo Lê Thị Ngọc Trâm đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Hóa. Cảm ơn các thành viên của ban giám khảo đã đến với cuộc thi chinh phục và sẽ là những người theo sát cuộc thi chinh phục hôm nay tìm ra gương mặt của người chiến thắng. Vâng, thưa quý vị, cuộc thi chinh phục năm 2023 sẽ gồm 4 phần thi mang tên xuất phát, thử thách, tăng tốc và chinh phục. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng với 4 thí sinh khởi động với phần thi đầu tiên mang tên xuất phát. Phần thi xuất phát. Phần thi này là một bộ 6 câu hỏi chung cho tất cả các thí sinh theo hình thức trắc nghiệm, gồm 3 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi xuất phát. Và lúc này đây thì xin chúc cho cả 4 bạn thí sinh thật là bình tĩnh, tự tin để có thể ghi về số điểm tối đa ở phần thi này, 100 điểm. Và các bạn cổ động viên thân mến, hãy dành một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để tiếp thêm sự bình tĩnh, tự tin cho các bạn thí sinh ở trên sân khấu lúc này.
Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên của phần thi xuất phát. Câu hỏi 10 điểm. Tia lửa điện, hồ quang điện là những dạng phóng điện trong môi trường nào? A. Kim loại, B. Chất điện phân, C. Chất khí và D. Chất bán dẫn. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Trong khoảng thời gian 20 giây, chúng tôi đã nhận được đáp án của 4 bạn thí sinh. Và ở câu hỏi đầu tiên này, câu hỏi 10 điểm, thì 4 bạn thí sinh, mỗi bạn lựa chọn một đáp án. Đinh Thiên lựa chọn đáp án A, Duy Ấn lựa chọn đáp án B, Quảng Trọng lựa chọn đáp án C và Văn Hoàn lựa chọn đáp án D cho mình. Ở câu hỏi này thì chắc chắn đã có một thí sinh ghi được điểm. Và xin được chúc mừng Quảng Trọng, bạn được còn 10 điểm. Vâng, tia lửa điện thì chúng ta có thể ví dụ như là sét, hồ quang điện thì ví dụ như là chúng ta hàn điện, đó là cái quá trình phóng điện từ lực trong chất khí. Và đáp án chất khí là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Một lần nữa xin được chúc mừng Quảng Trọng, bạn ghi được 10 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc? A. Vải, B. Thợ may, C. Máy may và D. Nút chỉ. Thời gian suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Ở câu hỏi thứ hai này, chúng tôi nhận được 3 đáp án của 4 bạn thí sinh. Đó là đáp án A của Duy Ấn, hai bạn Văn Hoàn, Quảng Trọng lựa chọn cho mình đáp án B và Đình Thiên lựa chọn đáp án C. Vậy thì ở câu hỏi này ai sẽ ghi được điểm? Vâng, và yếu tố là tư liệu trong ngành may mặc chính là máy may. Xin được chúc mừng Đình Thiên, bạn được còn 10 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba. Theo luật bóng chuyền quốc tế của FIVB, khi thi đấu trên sân, mỗi đội phải có đủ bao nhiêu vận động viên? A. 4 vận động viên, B. 5, C. 6 và D. là 7 vận động viên. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Thứ ba này, ba bạn Văn Hoàn, Quảng Trọng và Đình Thiên đều đồng lòng lựa chọn đáp án D, đó là 7 vận động viên. Và Duy Ấn lựa chọn cho mình đáp án C. Ở câu hỏi này, liệu rằng đa số có ghi được điểm hay là thiểu số sẽ giành được điểm đây ạ? Vâng, theo luật bóng chuyền quốc tế của FIVB, quy định một đội bóng gồm tối đa 12 vận động viên thi đấu trên sân luôn phải có đủ 6 vận động viên. Vâng, và đáp án C là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng Duy Ấn. Bạn được còn 10 điểm ở câu hỏi này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ tư. Nguyên tử có bán kính bé nhất là nguyên tử của nguyên tố nào? A. Hydro, B. Fluor, C. Liti và D. Heli. Thời gian suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Vâng, đây là câu hỏi thứ tư, câu hỏi này 20 điểm và chúng tôi tiếp tục nhận được đáp án A của ba bạn Văn Hoàn, Đình Thiên và Duy Ấn. Quảng Trọng một mình lựa chọn đáp án B. Và ở câu hỏi này thì liệu rằng đa số ghi được điểm hay là thiểu số ghi được điểm đây ạ?
Đây là một câu hỏi hóa học. Và rất tiếc phải nói rằng cả bốn bạn thí sinh đều chưa ghi được điểm. Đáp án chính xác ở câu hỏi này là đáp án D, heli. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ 5. Người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Pháp tại thành Hà Nội năm 1873 là A. Hoàng Diệu, B. Nguyễn Lâm, C. Viên Trưởng Cơ và D. Nguyễn Tri Phương. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Văn Hoàn, Quản Trọng, Đình Thiên lựa chọn cho mình đáp án D và Duy Ảnh lựa chọn đáp án A. Đối với câu hỏi này thì đa số đã ghi được điểm. Xin chúc mừng Văn Hoàn, Quản Trọng và Đình Thiên, mỗi bạn được cộng 20 điểm. Người chỉ huy của kháng chiến chống quân Pháp tại thành Hà Nội vào năm 1873 đó chính là Nguyễn Tri Phương. Và trước mắt chúng ta là câu hỏi số 6, câu hỏi 30 điểm. Xin chúc cho cả 4 bạn thí sinh sẽ đưa ra đáp án chính xác ở câu hỏi này, ghi thêm cho mình 30 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 6 ngay sau đây. Hãy chọn ngôn ngữ lập trình có chương trình dịch khác với cả ngôn ngữ còn lại. A. Pascal, B. Python, C. C++ và D. Go. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Đây là một câu hỏi 30 điểm nên có một độ khó nhất định và chúng tôi nhận được đáp án A của Đình Thiên. Ba bạn Duy Ảnh, Quản Trọng và Văn Hoàn lựa chọn cho mình đáp án D. Chương trình dịch của các ngôn ngữ Pascal, C++ và Go đó là biên dịch. Trong khi đó chương trình dịch của Python là thông dịch và biên dịch. Vậy ở câu hỏi này đáp án chính xác phải là đáp án B. Rất tiếc, cả 4 bạn thí sinh đều chưa ghi được điểm ở câu hỏi này. Vâng, như vậy cả 4 bạn thí sinh đã trải qua 6 câu hỏi của phần thi đầu tiên, phần thi xuất phát. Và cả 4 bạn đều đã ghi được số điểm đầu tiên cho mình. Chúng ta cùng xem các bạn đã ghi về cho mình bao nhiêu điểm với phần thi này. Duy Ảnh ghi được 10 điểm, 20 điểm là số điểm của Văn Hoàn, Quản Trọng và Đình Thiên, mỗi bạn có 30 điểm. Xin chúc mừng cả 4 bạn thí sinh. Vâng, với phần thi xuất phát vừa rồi thì cả 4 bạn thí sinh đều đã ghi cho mình những số điểm đầu tiên. Và xin được chúc cho cả 4 bạn thí sinh sẽ thật là bình tĩnh, tự tin để ghi về những số điểm thật cao ở phần thi thứ 2 mang tên thử thách. Phần thi thử thách. Trong phần thi này, mỗi thí sinh có 1 phút để trả lời bộ câu hỏi gồm 6 câu. Trong quá trình thi, thí sinh có quyền bỏ qua câu hỏi và không được quay trở lại nếu còn thời gian. Trả lời đúng một câu hỏi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi thử thách và lúc này đây thì cả 4 bạn thí sinh đều đang rất hồi hộp để chờ đón đến phần thi thử thách của mình. Và các bạn cổ động viên thân mến, hãy tiếp thêm sự bình tĩnh tự tin cho cả bạn thí sinh ở trên sân khấu đi ạ. Và bây giờ chúng ta cùng xem thí sinh nào sẽ là thí sinh đầu tiên bước đến phần thi thử thách. Mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình. Xin chào mọi người, mình tên là Lý Văn Hoàn, học sinh lớp 11B1 trường Trung học phổ thông Hưng Phúc. Và đây là vườn cà phê của gia đình mình. Làm cà phê khá vất vả, bố mẹ mình thường phải lên rẫy từ rất sớm để làm cỏ, chăm sóc cây. Hiện tại bố mẹ mình cũng đã lớn tuổi, các anh chị của mình đều đi làm xa nhà, nên những lúc rảnh mình thường phải phụ bố mẹ việc nhà và làm rẫy. Ước mơ của mình là học thật giỏi để tương lai kiếm được nhiều tiền cho bố mẹ đỡ phải vất vả. Con đường quen thuộc, hàng ngày mình đến trường, dù khá là xa nhưng mình luôn cảm thấy háo hức và vui vẻ vì được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Phía xa là cánh đồng tua bin điện gió với những cánh quạt khổng lồ,
Bên đồi kia là bungalow năm mùa, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Hướng Hóa. Nếu có dịp đến đây, các bạn sẽ được trải nghiệm không gian thân thiết của núi rừng Trường Sơn với khí hậu mát mẻ như Đà Lạt cùng với các món ngon bản địa. Xin giới thiệu với các bạn, đây là trường mà mình đang học, trường Trung học phổ thông Hợp Phùng, nơi gieo mầm những ước mơ và mở ra những chiến trường mới. Tuy không phải là trường lớn và cơ sở vật chất còn chưa đầy đủ, nhưng mỗi khi đến trường mình lại luôn cảm thấy thân thuộc như ở nhà. Đến với cuộc thi chinh phục năm nay với tinh thần học hỏi nhưng không thiếu phần quyết tâm, mình mong sự cổ vũ động viên của các bạn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã biết thí sinh đầu tiên đến với phần thi thử thách là ai rồi đúng không ạ? Vâng, đó là Lý Văn Hoàn đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Phùng. Một đoạn clip ngắn nhưng chúng tôi có thể thấy được những hình ảnh rất là đẹp và Lý Văn Hoàn đã giới thiệu về mảnh đất quê hương của bạn, mảnh đất Hướng Phùng với rất nhiều những địa điểm du lịch. Và Lý Văn Hoàn thân mến, trong hình ảnh thì chúng tôi có thấy rằng bạn xuất hiện ở vườn cà phê của gia đình mình. Mảnh đất Hướng Phùng thì cũng rất là phù hợp để trồng cây cà phê. Bạn có thể giới thiệu một chút về khí hậu của cái vùng đất này. Nhà em sẽ giới thiệu về khí hậu của mảnh đất Hướng Hóa là tại vì nắng mưa thất thường và trời mưa nó nhiều hơn nên rất thuận lợi cho việc trồng cà phê với khí hậu lạnh giá được. Vâng. Dạ vâng ạ. Về gia đình bạn có trồng nhiều cà phê không ạ? Dạ có, khoảng tầm không nhớ bao nhiêu hecta nhưng là gần một quả đuôi. Vâng. Vậy thì chắc chắn rằng thời gian rảnh, thời gian nghỉ của bạn thì bạn cũng sẽ dành thời gian để phụ giúp gia đình mình thu hoạch cà phê đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, rất là thú vị ạ. Quý vị và các bạn thân mến, và trước mắt Lý Văn Hoàn lúc này sẽ là bộ câu hỏi với 6 câu hỏi và 60 giây. Và lúc này đây thì các bạn cổ động viên của trường Hướng Phùng thân mến, hãy tiếp thêm sự bình tĩnh, tự tin cho Lý Văn Hoàn đi ạ. Vâng, và chúng tôi muốn nghe những lời động viên của các bạn cổ động viên của trường Hướng Phùng. Lý Hoàn bình tĩnh, tự tin, chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Cảm ơn bạn cổ động viên rất nhiều. Và chắc chắn lúc này thì Lý Văn Hoàn cũng đã sẵn sàng bước đến bộ đề của mình rồi đúng không nào? Dạ. Đây là bộ đề của bạn Lý Văn Hoàn. Một phút dành cho Văn Hoàn. Bắt đầu. Trung bình cộng của 10 số nguyên dương đầu tiên bằng bao nhiêu? 5,5. 5,5 chính xác. Câu hỏi số 2, tên gọi của CaC2 là? Bỏ qua. Câu hỏi số 3, mỗi mũi giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến? Bỏ qua. Câu hỏi số 4, tập truyền nào của Nguyễn Tuân được nhà phê bình Vũ Ngọc Phan đánh giá là gần tới sự toàn thiện toàn mỹ? Bỏ qua. Tên Việt tắt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là gì? VFC. Không chính xác. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. Answer the question. What degree is a right angle? Bỏ qua. Như vậy Lý Văn Hoàn đã hoàn thành bộ đề thi của mình với một câu trả lời chính xác. Bạn được cộng 20 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Văn Hoàn. Trong bộ đề số 1, chúng tôi có hỏi Lý Văn Hoàn rằng tên gọi của CaC2 là gì? Bạn chưa đưa ra được đáp án cho câu hỏi này. Tên gọi của CaC2 đó là canxi cáp vua. Câu hỏi số 3, mỗi mũi giờ rồng bao nhiêu độ kinh tuyến? Thì trên bề mặt trái đất chia làm 24 mũi giờ, mỗi mũi giờ sẽ tính bằng 360 chia 24 sẽ bằng 15 độ kinh tuyến. Câu hỏi số 4, tập truyền nào của Nguyễn Tuân được nhà phê bình Vũ Ngọc Phan đánh giá là gần tới sự toàn thiện toàn mỹ? Đây là tập Vang Bóng Một Thời. Câu hỏi số 5, tên Việt tắt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là gì? Tên Việt tắt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải là VFF. Đúng không ạ? Vâng. Rất tiếc. Và câu hỏi số 6, bạn chưa đưa ra được đáp án. Đáp án là Nike. Vâng, câu hỏi này có nội dung là một góc vuông thì có bao nhiêu độ? Và đáp án chính xác phải là 90, đúng không ạ? Lúc này đây thì Lý Văn Hoàn cũng đã rất tiếc với những câu hỏi trong bộ đề của mình khi chưa kịp đủ thời gian để có thể đưa ra trả lời chính xác cho cả câu hỏi trong bộ đề của bạn. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta vẫn còn 2 phần thi nữa. Và chúc cho Lý Văn Hoàn sẽ thật là bình tĩnh,
thật là tự tin để có thể ghi điểm ở các phần thi tiếp theo. Và lúc này đây sẽ là phần thi của bạn Quản Trọng. Chúng ta cùng đến với một vài hình ảnh giới thiệu về ngôi trường mà Quản Trọng đang theo học. Mình là Hoàng Duy Quản Trọng, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Giao Linh. Tin học chính là môn học sở trường của mình. Đối với mình mà nói thì môn học này đã đem đến cho mình rất nhiều niềm vui và thành tựu và cả những mối quan hệ mới về các bạn trên toàn đất nước. Và mình cực kỳ yêu thích việc viết ra những dòng cột để tạo ra những chương trình thú vị như thế này. Trong lớp thì bạn Trọng là một người khá là nổi bật. Bạn đứng đầu trong lớp mình và bạn học rất tốt tất cả các môn. Đặc biệt trong đó thì có môn tin học, bạn rất giỏi về các mạng về máy tính. Và sắp tới đấy thì bạn có tham gia cuộc thi chinh phục. Thì mình mong là bạn sẽ cố gắng để thi tốt nhất và đạt được kết quả cao trong cuộc thi tới đây. Mình rất thích việc đọc sách. Đối với một con mọt sách như mình thì việc không được đọc sách nó giống như là cực hình vậy. Vậy nên ở lớp mình thường dành thời gian 15 phút nghỉ giữa giờ để cùng với các bạn đọc sách. Và việc chia sẻ niềm vui đó cùng với các bạn khiến cho mình cảm thấy được giải trí sau những tiết học căng thẳng. Đến với cuộc thi chinh phục thì mong muốn lớn nhất của mình chính là được cọ sát với các bạn trong tỉnh. Ước muốn lớn nhất của mình khi tham gia cuộc thi này chính là đạt được vị trí cao nhất, đạt được chinh phục như tên của cuộc thi. Vâng, vừa rồi là những hình ảnh giới thiệu về Quản Trọng và ngôi trường Trung học phổ thông Gio Linh nơi mà Quản Trọng đang theo học. Quản Trọng thân mến, trong đoạn clip vừa rồi thì chúng tôi có nghe bạn giới thiệu là bạn rất thích bộ môn tin học phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, về để học tốt cái bộ môn học này thì bạn đã có những cái phương pháp như thế nào? Dạ thì theo em thì tin học nó cũng giống với các bộ môn khác. Thì để mà học giỏi được tin học thì chúng ta cần phải ngoài cái việc tìm hiểu được thầy cô dạy thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm những kiến thức bên ngoài thông qua các trang web. Ngoài ra thì thực hành cũng là một đoạn rất quan trọng trong việc học của em. Vâng, ở thời đại công nghệ 4.0 như thế này thì chắc chắn môn tin học cũng hỗ trợ cho bạn rất là nhiều trong việc tìm hiểu kiến thức để hỗ trợ kiến thức thêm cho bạn ở các môn học khác, đúng không nào? Dạ. Vậy thì tin học nó đã hỗ trợ cho bạn học các môn học khác ra sao? Dạ, giống như là môn toán thì tin đã giúp em kiểu giải một số bài toán, thường một số chương trình để giải toán có những số bài em không hiểu ấy. Ngoài ra thì việc sử dụng một số trang web mà đó giống các trang bách khoa toàn thư hoặc là Wikipedia thì cũng giúp em tìm hiểu được rất là nhiều kiến thức xã hội. Vâng, nó cũng hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều thông tin trong cả các môn học xã hội, đúng không nào? Dạ. Cảm ơn Quản Trọng và hy vọng với cái phần trò chuyện vừa rồi thì Quản Trọng có thể tự tin hơn, bình tĩnh hơn để bước vào phần thi của mình. Và lúc này đây thì xin được hỏi các bạn cổ động viên của trường Trung học phổ thông Gio Linh, các bạn đang ngồi ở đâu ạ? Các bạn cổ động viên muốn nói gì với Quản Trọng lúc này? Quản Trọng quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng. Vâng, lúc này đây thì xin chúc cho Quản Trọng sẽ thật là bình tĩnh để trả lời chính xác 6 câu hỏi trong bộ đề của bạn, ghi về cho mình 120 điểm. Thời gian 1 phút của Quản Trọng bắt đầu. Khi chúng ta đi bộ trên mặt đất, lực nào đóng vai trò lực phản động? Bỏ qua. Khí có phần trăm số mol lớn nhất trong không khí là khí nào? Nitơ. Chính xác. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trên chiếc tàu Đô đốc La Tuyser Terevin. Lúc này người lấy tên là gì? Văn Ba. Chính xác. Hình thức cho vay đòi hỏi người vay phải có tài sản đảm bảo có giá trị tương đương với lượng vốn cho vay là hình thức cho vay nào? Cầm đồ. Cầm cổ. Không chính xác. Những phần mềm có mã nguồn được công khai cho phép mọi người sử dụng để tạo ra cả phần mềm khác được gọi là gì? Mã nguồn mở. Chính xác. Câu hỏi số 6. Dân hòa Leonardo da Vinci được ví là người khổng lồ của thời đại nào? Phục hưng. Gì ạ? Thời đại phục hưng. Chính xác. Với thời gian 60 giây của mình, Quản Trọng đã trả lời chính xác 4 câu hỏi. Bạn ghi về cho mình 80 điểm ở phần thi này. Trong bộ đề của Quản Trọng, chúng tôi có hỏi bạn rằng
khi chúng ta đi bộ trên mặt đất, lực nào đóng vai trò là lực phản động. Lực đóng vai trò, lực phản động ở đây chính là lực ma sát nghỉ. Ở câu hỏi số 4, hình thức cho vay đòi hỏi người vay phải có tài sản đảm bảo có giá trị tương đương với lượng vốn cho vay, đó là hình thức cho vay thế chấp. Vâng, và một lần nữa xin được chúc mừng Quảng Trọng, bạn ghi về cho mình thêm 80 điểm ở phần thi này. Vâng, đã hai thí sinh hoàn thành phần thi thử thách của mình. Và ai sẽ là người thứ ba bước đến phần thi thử thách? Chúng ta cùng xem một vài hình ảnh sau đây. Xin chào, mình là Nguyễn Minh Đình Thiên, học sinh lớp 10C trường Trung học Phổ thông Đông Hà. Mình thích nhạc, deadline, những hoạt động và cả cảnh đẹp nữa. Trong khi những bạn nam đồng trang lửa thì đã bênh hay tụ tập lại với nhau để cùng đi chơi, thì mình lại thích đến những nơi vắng lặng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Mình cũng thích đi nữa, đi để ngắm phố phường. Con người của mình kỳ lạ thật nhỉ. Đến lớp, mình học khá tốt. Mình luôn cố gắng để phát biểu xây dựng bài. Đôi lúc mình còn giúp đỡ các bạn trong lớp, và mình cũng khá thân thiện với các bạn nữa. Được tham gia cuộc thi chinh phục là điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Thay vào đó là những dòng suy nghĩ, mình không làm được đâu. Cả anh chị và các bạn cùng thi của mình rất là giỏi, làm sao mà mình có thể đo nổi được nhỉ? Hay là mình tới đây chỉ vì may mắn thôi? Dù vậy, mình đã hạnh phúc khi lần đầu tiên có được cơ hội này. Cơ hội mà có lẽ nó chỉ đến một lần với mình mà thôi. Phải cố gắng thôi nào, cố lên. Vâng, và chúng tôi đã nhận ra Đình Thiên đến từ trường Trung học Phổ thông Đông Hà sẽ là thí sinh thứ ba bước đến phần thi thử thách. Đình Thiên thân mến, Đình Thiên là một gương mặt rất quen thuộc của câu lạc bộ chim khuyên của nhà thiếu nhi tỉnh những năm trước, và là một chàng trai rất đam mê nghệ thuật, thì xin được hỏi Đình Thiên, với cái niềm đam mê trong cái việc chụp ảnh thì những cái chủ đề nào bạn đưa vào ống kính của mình? Dạ vâng, trước hết thì cho em gửi lời chào đến quý thầy cô giáo, chị Thái Diêu cũng như là các bạn học sinh đang có mặt tại đây ạ. Dạ, thường thì những chủ đề của em khi mà chụp ảnh nữa là em sẽ thường chụp ảnh cảnh vật là chủ yếu. Thì ngoài những cái cảnh vật nhỏ xung quanh nhà em, thì em còn có chụp một số cái cảnh quan ở trong thành phố Đông Hà của mình, ví dụ như là ở cầu sông Hiếu chẳng hạn, như ở trên video. Thì những cái bức ảnh của em thì nếu như mà em cũng là một người học bán văn, cho nên là lâu lâu em cũng sẽ đăng lên trên các trang mạng cá nhân của mình. Và không chỉ là để mà thỏa cái niềm đam mê, mà cũng là hướng đến cho các bạn cũng biết được về những hình ảnh của người con Đông Hà của mình. Một chàng trai rất là đam mê nghệ thuật và đang theo đuổi cả các môn học ở lĩnh vực xã hội, đúng không nào? Vậy thì để học tốt cả cái bộ môn ở lĩnh vực xã hội thì Đình Thiên có thể chia sẻ điều gì? Dạ, em nghĩ để học tốt các bộ môn xã hội thì chúng ta phải đọc nhiều. Chúng ta có thể là đọc sách hoặc là đọc các tài liệu. Và ở đó thì cũng có rất là, ngoài ra là còn có rất là nhiều các trang mạng hay là các nhóm mà chúng ta cũng có thể tham gia để mà cùng nhau trao đổi về các kiến thức liên quan tới bộ môn xã hội. Vâng. Ở thời đại công nghệ thông tin như hiện nay thì có rất nhiều phương pháp để chúng ta có thể bổ trợ cái kiến thức cho mình, đúng không nào? Và lúc này đây thì chị xin chúc cho Đình Thiên có thể bình tĩnh, tự tin, và trong bộ đề của bạn hy vọng rằng sẽ có nhiều câu hỏi ở lĩnh vực xã hội để Đình Thiên có thể ghi điểm ở cả câu hỏi này. Vâng, và lúc này xin được hỏi các bạn cổ động viên của trường Trung học Phổ thông Đông Hà, các bạn đang ngồi ở đâu ạ? Vâng, trước khi Đình Thiên bước vào phần thi vô cùng căng thẳng như thế này thì các bạn cổ động viên đến đây cổ vũ cho Đình Thiên, các bạn muốn nói gì với Đình Thiên lúc này? Đình Thiên cố lên, Đình Thiên cố lên, Đình Thiên cố lên. Vâng, cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Và lúc này đây thì Đình Thiên đã sẵn sàng bước đến bộ đề của mình. Lúc này đây sẽ là bộ đề của Đình Thiên, 60 giây của bạn bắt đầu. Hợp số lẻ nhỏ nhất là số nào? 2. Không chính xác. Câu hỏi số 2, bào quan nào trong tế bào được xem? Bỏ qua. Ở từng đổi lưu theo tiêu chuẩn không khí ẩm trung bình cứ lên cao 100 m, nhiệt độ giảm bao nhiêu độ C?
quá. Câu hỏi số 4, thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước của tổ chức cá nhân có tính chất gì? Bỏ qua. Câu hỏi số 5, họa sĩ được xem là cha đẻ của hội họa điểm sắc là họa sĩ nào? Bỏ qua. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. One million. Answer the question. How many years are there in a millennium? 1,000. Vâng, chúng tôi đã nhận được đáp án cuối cùng của Đình Thiên. Và câu hỏi tiếng Anh này thì xin được mời đại diện ban giám khảo có thể đưa ra ý kiến và đáp án chính xác cho câu hỏi này. Câu hỏi này là hỏi là trong một thiên niên kỷ thì có bao nhiêu năm? Và bạn trả lời 1,000 year là đúng rồi. 1.000 năm. Vâng, chúc mừng Đình Thiên. Bạn đã trả lời chính xác ở câu hỏi số 6. Và như vậy với khoảng thời gian 60 giây của mình, Đình Thiên đã trả lời chính xác một câu hỏi. Bạn ghi về cho mình 20 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Đình Thiên. Vâng, ở bộ đề số 3 của Đình Thiên có khá là nhiều câu hỏi ở lĩnh vực tự nhiên đúng không ạ? Câu hỏi số 1, hợp số lẻ nhỏ nhất là số nào? Đáp án chính xác phải là số 9. Câu hỏi số 2, bào quan nào trong tế bào được xem là nhà máy tổng hợp protein? Đó chính là ribosome. Câu hỏi số 3, ở từng đồi lưu theo tiêu chuẩn không khí ẩm, trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ giảm bao nhiêu độ C? Lên cao 100m thì nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Câu hỏi số 4, thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước của tổ chức cá nhân có tính chất gì? Bạn mất khá nhiều thời gian ở câu hỏi này. Tính chất chính xác ở đây là tính chất bắt buộc. Họa sĩ được xem là cha đẻ của hội họa điểm sắc là họa sĩ nào? Đáp án của chúng tôi đó là họa sĩ Seurat. Vâng, chắc chắn rằng với bộ đề này thì Đình Thiên đã có thêm rất là nhiều kiến thức mới bổ sung thêm cho mình rồi đúng không nào? Một lần nữa xin chúc mừng Đình Thiên, bạn được cộng 20 điểm ở phần thi này. Vâng, và thí sinh cuối cùng bước đến phần thi thử thách chính là Duy Ấn. Chúng ta cùng xem một vài hình ảnh thú vị sau đây. Em có nhận xét gì về bạn Duy Ấn? Em cảm thấy bạn Duy Ấn là một người rất là vui vẻ và hòa đồng. Vậy em thì bạn Duy Ấn là một người rất là giỏi và chăm chỉ. Theo suy nghĩ của em thì bạn Duy Ấn là một người thường xuyên giúp đỡ anh bè và tiếp tục tham gia trong hoạt động cộng đồng. Lâu lâu bạn hơi bị khung khung, dễ cười và đặc biệt là mỗi khi cười thì bạn không dừng lại được. Các bạn nói không sai nhưng vẫn có thiếu. Ngoài những điều được nói ở trên, mình tự cảm thấy mình là một người rất đẹp trai, tự tin và đặc biệt mình có một ước mơ đó là được đứng trên sân khấu chinh phục và vỗ to lên. Tôi, Duy Ấn, học sinh lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm. Duy Ấn, 10A1, Mai Thị, Duy Ấn, Trần Thị Tâm, tự tin. Vâng, và Nguyễn Duy Ấn là thí sinh tiếp theo bước vào phần thi thử thách. Duy Ấn thân mến, trong đoạn clip vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng ở bên bạn luôn có sự đồng hành, ủng hộ, cổ vũ của những người bạn của tập thể 10A1 trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm, phải không nào? Và lúc này đây khi đứng trên sân khấu thì bạn có điều gì muốn chia sẻ đối với những người bạn của mình? Có thể nói, thầy và cô ở trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm đã giúp đỡ em rất nhiều để có thể đứng trên sân khấu chinh phục ngày hôm nay. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô và các bạn của trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm đã ở đây để ủng hộ em ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn Duy Ấn. Không chỉ... Vâng, cảm ơn Duy Ấn rất nhiều, không chỉ các bạn ở trong tập thể 10A1 mà các bạn, các anh chị ở trong trường cũng như là các thầy cô giáo ở trường Trần Thị Tâm đã luôn bên bạn, ủng hộ bạn, cổ vũ cho bạn đến với sân chơi chinh phục đúng không nào? Cảm ơn Duy Ấn với những chia sẻ vừa rồi. Lúc này đây thì xin được hỏi các bạn cổ động viên, các bạn muốn nhắn nhủ gì với Duy Ấn lúc này ạ? Duy Ấn cứ yên chiến thắng. Vâng, Duy Ấn tự tin chiến thắng, đó là những lời nhắn nhủ của các bạn cổ động viên. Và lúc này đây thì chắc chắn rằng Duy Ấn đã sẵn sàng. Chúng ta cùng đến với bộ đề của Duy Ấn. Bộ đề số 4, phần thi thử thách của Duy Ấn với 60 giây. Bắt đầu!
hiện tượng cực quang những vệt sáng nhiều màu sắc trên bầu trời đêm được tạo ra bởi lực của từ trường trái đất tác dụng lên điện tích. Lực này có tên là gì? Bỏ qua. Hãy cho biết đối với tế bào động vật thì ba loại cấu trúc nào dưới tế bào có chứa protein và acid nucleic? Tí thể, lục lạp, nhân. Không chính xác. Câu hỏi số 3. Đến đuổi giặc Pháp khôi phục nước Việt Nam thành lập nước Cộng hòa Xích Quốc Việt Nam là tổ chỉ của tổ chức nào? Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quốc. Không chính xác. Nhân vật chính trong tác phẩm Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu có tên là gì? Bỏ qua. Câu hỏi số 5. Chương trình gì dùng để chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy? Bỏ qua. Theo luật bóng chuyền hiện hành, chỗ lần chạm bóng của một đội tối đa bao nhiêu lần để đưa bóng sang sân đối phương? 4. Bốn là một đáp án chưa chính xác. Đáp án chính xác là 3 lần. Ở bộ đề của Duy Ấn rất tiếc với khoảng thời gian 60 giây của mình. Duy Ấn chưa đưa ra được đáp án chính xác cho cả câu hỏi trong bộ đề. Với bộ đề của bạn, chúng tôi hỏi rằng hiện tượng cực quang, những vệt sáng nhiều màu sắc trên bầu trời đêm được tạo ra bởi lực của từ trường trái đất tác dụng lên điện tích. Lực này có tên là gì? Đó là lực Lorentz. Khi mà các hạt mang điện trong luồng vật chất từ mặt trời phóng tới trái đất, các hạt này tiếp xúc với từ trường của trái đất thì chúng bị đổi hướng do tác dụng của lực này. Lực này làm cho các hạt chuyển động theo quỹ đạo xoắn ốc dọc theo đường cảm ứng từ của trái đất. Ở câu hỏi số 2, ba loài cấu trúc nào dưới tế bào có chứa protein và acid nucleic? Đáp án của bạn đưa ra chưa chính xác. Đáp án chính xác ở đây phải là nhân, ribosome và ti thể. Câu hỏi số 3, đến đuổi giặc Pháp khôi phục nước Việt Nam thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam là tôn chỉ của tổ chức Việt Nam Quang Phục Hồi. Câu hỏi số 4, nhân vật chính trong tác phẩm Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu, đó chính là nhĩ. Chương trình gì dùng để chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy? Chương trình chính xác đó là chương trình dịch. Đó là 6 câu hỏi trong bộ đề của Duy Ấn và rất tiếc rằng bạn chưa đưa ra đáp án chính xác cho cả câu hỏi trong bộ đề của mình. Vâng, như vậy là cả 4 thí sinh đã hoàn thành xong phần thi thử thách. Và số điểm các bạn ghi được cho đến thời điểm hiện tại ra sao? Chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp ngay sau đây. Duy Ấn có 10 điểm, Văn Hoàn ghi được 40 điểm, 50 điểm là số điểm của Đình Thiên và đang ở vị trí tạm thời dẫn đầu là Quản Trọng với 110 điểm. Như vậy sau 2 phần thi xuất phát và thử thách thì với 110 điểm, Quản Trọng đến từ trường Trung học Phổ thông Giao Linh đang tạm thời ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên điểm số của các bạn vẫn chưa nói lên điều gì khi mà trước mắt chúng ta vẫn còn 2 phần thi vô cùng gay cấn và kịch tính ở trước mắt. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần thi thứ 3 mang tên Tăng Tốc. Phần thi Tăng Tốc. Phần thi này là một hình ảnh gồm 4 câu hỏi mảnh ghép. Mỗi câu hỏi 20 điểm, lần lượt thí sinh theo số thứ tự đã bốc thăm trước khi vào cuộc thi chọn mảnh ghép tùy ý. Thí sinh lựa chọn mảnh ghép rồi suy nghĩ và trả lời trong vòng 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Nếu hết thời gian mà thí sinh lựa chọn mảnh ghép không đưa ra được đáp án, thì cơ hội dành cho một trong 3 thí sinh còn lại. Một trong 3 thí sinh bấm chuông nhanh nhất sẽ được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng, được cộng số điểm tương ứng với câu hỏi, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi đầu tiên, thí sinh có quyền bấm chuông trả lời hình nền. Trả lời đúng được 40 điểm, trả lời sai sẽ mất quyền thi tiếp vòng này. Sau 4 câu hỏi hình nền, nếu các thí sinh vẫn không bấm chuông trả lời hình nền thì sẽ được gợi ý đáp án hình nền. Thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ được quyền trả lời. Tuy nhiên, nếu thí sinh trả lời đúng, số điểm chỉ còn 30 điểm. Trong trường hợp các thí sinh không có đáp án hình nền thì người dẫn chương trình sẽ mời các cổ động viên trả lời câu hỏi của các ô hình ảnh chưa được mở trước khi đưa ra đáp án hình nền. Vừa rồi là thể lệ của phần thi Tăng Tốc. Và lúc này đây sẽ là cơ hội để 4 bạn thí sinh cùng tăng tốc. Câu hỏi hình nền hôm nay có nội dung như sau. Hãy cho biết nội dung của bức ảnh. Hãy cho biết nội dung của bức ảnh. Đó là câu hỏi hình nền ngày hôm nay. Và cơ hội lựa chọn mảnh ghép đầu tiên là của Lý Văn Hoàn. Mời bạn.
Giờ em xin chọn mảnh ghép số 4 ạ. Văn Hoàn lựa chọn mảnh ghép số 4. Câu hỏi ở mảnh ghép số 4 có nội dung như sau. Điền từ còn thiếu vào câu thơ sau của nhà thơ Tổ Hữu. Hầm sâu mẹ diềm lặng im, khéo tay sợi chỉ cây kim. 3 chấm. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Văn Hoàn đã kết thúc, bạn chưa đưa ra được đáp án cho mình. Lúc này đây là thời gian dành cho một trong ba thí sinh còn lại. Bắt đầu! Ba bạn thí sinh còn lại cũng chưa đưa ra được đáp án cho câu hỏi này, mảnh ghép số 4 sẽ bị khóa lại. Chúng ta cùng đến với quyền lựa chọn mảnh ghép của Quản Trọng. Dạ, mảnh ghép số 1. Quản Trọng lựa chọn mảnh ghép số 1. Nghe đoàn nhạc và cho biết tên của ca khúc này. Xin mời ạ. Nơi thành đô trong ánh điện quan tiếng nấc ngàn câu người. Khu nhà tranh năm cánh ngoài ô ria xiết đêm ngày. Quê nhà ta đau đớn làm than sao bóp nghẹn tim người. Sài Gòn ơi ta đã về đây, ta đã về đây. 20 giây suy nghĩ và trả lời của Quan Trọng bắt đầu. Tiến đến Sài Gòn. Vâng, đây là một ca khúc của nhạc sĩ nổi tiếng Lưu Hữu Phước được viết vào năm 1966 và mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì ca khúc này lại được vang lên khắp đất nước, đó chính là ca khúc Tiến đến Sài Gòn. Bạn đã còn 2 nữa nhỉ? Xin được mở mảnh ghép số 1. Quyền lựa chọn mảnh ghép thuộc về Đình Thiên, mời bạn. Em xin chọn mảnh ghép số 3. Đình Thiên lựa chọn mảnh ghép số 3. Xin mời câu hỏi ở mảnh ghép số 3. Bộ phim truyền Vĩ Tuyến 17 Ngày và Đêm sản xuất năm 1972 do ai làm đạo diễn? Thời gian suy nghĩ và trả lời của Đình Thiên bắt đầu. Đã hết 20 giây của mình, Đình Thiên chưa đưa ra được đáp án cho câu hỏi ở mảnh ghép số 3. Tuy nhiên lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời hình nền của Quản Trọng. Quản Trọng thân mến, lúc này bạn đưa ra tín hiệu trả lời hình nền khi đã có 3 gợi ý của chúng tôi ở 3 mảnh ghép. Và nếu như bạn trả lời sai, bạn sẽ mất quyền thi đầu tiếp ở phần thi tăng tốc này. Bạn chắc chắn bao nhiêu phần trăm với đáp án của mình? Dạ, chắc khoảng 70. Vâng, 70% khá là chắc chắn rồi đấy ạ. Vâng, xin được hỏi đáp án hình nền hôm nay của bạn là gì? Dạ, theo em sự kiện, nội dung của hình nền là tiến vào Dinh Độc Lập và cắm ngọn cờ lên Dinh Độc Lập. Vâng, chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Hình ảnh bạn cho rằng là hình nền hôm nay đó là cắm cờ lên Dinh Độc Lập. Dạ. Với sự kiện giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Đúng không ạ? Dạ đúng vậy. Vâng, với việc sâu chuỗi ba gợi ý ở ba mảnh ghép thì Quản Trọng đã đưa ra đáp án cho câu hỏi hình nền. Tuy nhiên phải nói với Quản Trọng rằng rất tiếc đáp án của bạn chưa chính xác. Quản Trọng mất quyền thi đấu ở phần thi này. Và lúc này đây thời gian cho Duy Ấn và Văn Hoàn với quyền lựa chọn trả lời mảnh ghép của Đình Thiên, bộ phim truyền Vĩ Tuyến 17 Ngày và Đêm sản xuất năm 1972 do ai làm đạo diễn? Thời gian của Duy Ấn và Văn Hoàn bắt đầu. Vâng, cả hai bạn Duy Ấn và Văn Hoàn đều chưa đưa ra được đáp án cho mảnh ghép này. Mảnh ghép số 3 sẽ bị khóa lại. Và chúng ta còn một mảnh ghép cuối cùng. Đây là mảnh ghép của Duy Ấn. Xin được mời câu hỏi ở mảnh ghép số 2. Những địa phương nào của tỉnh Quảng Trị được giải phóng trong năm 1975? Dạ, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.
20 giây suy nghĩ và trả lời của Duy Ánh bắt đầu. Tôi ghi nhận của đáp án của Duy Ánh và đáp án này chưa chính xác. Cơ hội dành cho Đình Thiên và Văn Hoàn. Bắt đầu. Hai bạn Đình Thiên và Văn Hoàn cũng chưa đưa ra được đáp án cho câu hỏi này. Vâng, như vậy là mảnh ghép số 2 cũng sẽ bị khóa lại. Và chúng ta đã lần lượt trải qua 4 câu hỏi mảnh ghép. Và lúc này đây sẽ là gợi ý cho hình nền hôm nay. Đây là một sự kiện quan trọng diễn ra tại đôi bờ Hiền Lương Bến Hải. Thời gian của ba bạn bắt đầu. Vâng, tín hiệu trả lời hình nền đầu tiên của Văn Hoàn, mời bạn. Giờ em xin trả lời là ngay chia cắt sông Bến Hải. Gì ạ? Ngay chia cắt Nam Bắc. Đáp án của bạn không chính xác, cơ hội thuộc về Đình Thiên. Lễ hội thống nhất non sông. Vâng, vì sao bạn nghĩ đến đáp án này ạ? Dạ, hẳn đối bờ Hiền Lương Bến Hải này là em nghĩ tới cái đó thôi. Vâng, một gợi ý khá là sát đưa các bạn đến với hình nền ngày hôm nay và đáp án chính xác là lễ hội thống nhất non sông. Đình Thiên được cộng 30 điểm mở câu hỏi hình nền ngày hôm nay. Xin chúc mừng Đình Thiên. Xin được mở toàn phần hình nền của ngày hôm nay. Vâng, lễ thượng cờ thống nhất non sông diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải. Đây là nghi thức thiêng liêng thể hiện tình yêu tổ quốc và lòng tự hào dân tộc, tôn vinh những chiến công bất tử, những hy sinh của nhân dân hai miền Nam Bắc và khát vọng thống nhất non sông của quân và dân ta. Với 4 gợi ý đưa đến hình nền ngày hôm nay thì ba bạn thí sinh mới chỉ trả lời chính xác một câu hỏi. Và lúc này đây thì xin được hỏi các bạn cổ động viên rằng, vâng, đối với câu hỏi này, Duy Ảnh đã đưa ra đáp án là huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị. Đáp án của bạn đúng rồi nhưng chưa đầy đủ. Đáp án đầy đủ phải là thêm một số xã của huyện Triệu Phong nữa. Sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực thì tỉnh Quảng Trị hình thành hai vùng. Đó là vùng giải phóng chiếm 80% diện tích và vùng tạm bị chiếm gồm huyện Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và 5 xã phía nam của huyện Triệu Phong chiếm 15% diện tích. Và trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, các địa phương còn lại của tỉnh Quảng Trị, đó là huyện Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và một số xã của huyện Triệu Phong đã được giải phóng. Vâng, rất tiếc rằng Duy Ảnh đã đưa ra kết quả rất nhanh nhưng mà còn thiếu. Ở câu hỏi số 3, bộ phim truyền Vĩ Tuyển 17 ngày và đêm sản xuất năm 1972 do ai làm đạo diễn? Câu hỏi này có bạn cổ động viên nào biết không ạ? Vâng, mời một bạn cổ động viên đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Dạ, theo em là đạo diễn Hải Nín ạ. Vâng, đáp án chính xác là đạo diễn Hải Nín. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình. Dạ, em tên là Khánh Lín và em đến từ lớp 10C của trường Trung học phổ thông Đông Hà. Vâng. Một bạn cổ động viên đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà, đến từ lớp của bạn Đình Thiên đúng không ạ? Và lúc này đây thì bạn có điều gì muốn nhắn gửi đến Đình Thiên không? Dạ, em chúc cho Đình Thiên thật là bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt. Xuất sắc được cái phân thí tới đấy của bạn ạ. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Bộ phim truyền Vĩ Tuyển 17 ngày và đêm sản xuất năm 1972, đúng như bạn cổ động viên đã chia sẻ, đây là một cái bộ phim của đạo diễn Hải Ninh. Ở câu hỏi số 4, chúng tôi có hỏi 4 bạn thí sinh rằng điện tử con thiếu vào câu thơ sau của nhà thơ Tố Hữu: hầm sâu mẹ diềm lặng im, khéo tay sử chỉ cây kim ba chấm. Có ai biết bài thơ này không ạ? Xin được hỏi các bạn cổ động viên. Vâng, là một cánh tay tiếp theo của trường Trung học phổ thông Đông Hà. Mời bạn ạ. Dạ, câu trả lời của em là vả cơ. Vâng, vả cơ, đây là đáp án chính xác. Cảm ơn bạn cổ động viên rất nhiều. Hầm sâu mẹ diềm lặng im, khéo tay sử chỉ cây kim vả cơ. Mẹ ơi, bom đạn bất ngờ, sao không tạm lĩnh xa bờ ít lâu. Mẹ rằng mẹ chẳng đi đâu, còn em bộ đội canh cầu ngày đêm. Vâng, đó là những câu thơ trong bài thơ Mẹ Diềm của nhà thơ Tố Hữu viết về mẹ Ngô Thị Diềm ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh. Vâng, xin được chia sẻ thêm một số thông tin liên quan đến cả câu hỏi trong 4 mảnh ghép của chúng ta ngày hôm nay.
Như vậy với việc trả lời đúng câu hỏi hình nền của ngày hôm nay, Đình Thiên đã ghi thêm cho mình 30 điểm và số điểm của các bạn thí sinh sau phần thi tăng tốc như thế nào. Chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp ngay sau đây. Duy Ảnh có 10 điểm, 40 điểm là số điểm của Văn Hoàn. Đình Thiên có 80 điểm và 130 điểm là số điểm của Quản Trọng. Vâng, như vậy là cả 4 bạn thí sinh đã hoàn thành xong 3 phần thi xuất phát, thử thách và tăng tốc với số điểm 130. Quản Trọng đến từ trường Trung học Phổ thông Gio Linh đang tạm thời ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, chân dung của nhà vô địch vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước, khi mà trước mắt chúng ta vẫn là phần thi số 4, phần thi chinh phục, một phần thi mang tính chất quyết định. Vâng, và phần thi này sẽ giúp chúng ta tìm ra chân dung của người chiến thắng ngày hôm nay. Lúc này đây, mời 4 bạn thí sinh chúng ta cùng đến với phần thi cuối cùng mang tên chinh phục. Phần thi chinh phục. Phần thi này gồm 6 câu hỏi dành cho tất cả thí sinh. Thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây. Sau khi người dẫn chương trình công bố hiệu lệnh, hai thí sinh bấm chuông nhanh hơn sẽ giành được quyền trả lời. Người bấm chuông nhanh nhất được quyền trả lời trước, trả lời đúng được 30 điểm. Sai bị trừ 10 điểm. Nếu thí sinh thứ nhất trả lời sai, thì thí sinh thứ hai được quyền trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai cũng bị trừ đi 10 điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi chinh phục. Và ở phần thi này thì chỉ có 2 thí sinh bấm chuông nhanh nhất được quyền trả lời mà thôi. Tuy nhiên nếu trả lời sai thì các bạn sẽ bị trừ đi 10 điểm. Và lúc này đây, phần thi mang tính chất quyết định này xin chúc cho cả 4 bạn thí sinh không chỉ đưa ra đáp án chính xác mà còn bấm chuông thật nhanh để giành được quyền trả lời. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 1 của phần thi chinh phục. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Gieo đồng thời 3 con xúc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của biến cố, tích các số chấm ở mặt xuất hiện trên 3 xúc sắc là số chẵn. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Tôi đã nhận được tín hiệu của Quản Trọng. Đáp án của bạn là gì ạ? 108. 108. Bạn đã sử dụng phép tính như thế nào? Dạ là có vì có ba gieo đồng thời ba xúc sắc nên sẽ có tổng cộng là 216 trường hợp, mà một xúc sắc thì sẽ có với mỗi xúc sắc thì sẽ có là một mặt có ba mặt chẵn. Và vâng, Quản Trọng đã có những tính toán để đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Tuy nhiên phải nói rằng đáp án của bạn chưa chính xác, chúng tôi sẽ lấy đi của bạn 10 điểm. Thời gian vẫn còn, cơ hội dành cho một trong ba thí sinh còn lại. Bắt đầu. Vâng, thời gian 20 giây chưa đủ để cho các bạn thí sinh tính toán ra những phép toán và đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi này. Ở câu hỏi này thì số phần tử không gian mẫu là 6 mũ 3 phải không ạ? Số kết quả thuận lợi cho biến cố tích các số chấm ở mặt xuất hiện trên 3 con xúc sắc là số lẻ sẽ là 3 mũ 3. Nên xác suất của biến cố tích các số chấm ở mặt xuất hiện trên 3 xúc sắc là số chẵn sẽ là 1 trừ đi 3 mũ 3 chia cho 6 mũ 3. Và đáp án chính xác phải là 7/8. Vâng ạ, với phần giải thích vừa rồi thì chắc chắn rằng cả 4 bạn đều rất tiếc vì trong khoảng thời gian 20 giây chưa đưa ra được đáp án chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Hãy sắp xếp nhịp tim của 3 loài mèo, chuột và voi theo thứ tự tăng dần. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, tín hiệu chuông nhân hơn là của Duy Ảnh. Mời bạn. Dạ, theo thứ tự tăng dần là voi, mèo và chuột. Vì sao em lại đưa ra đáp án này? Dạ, vì ở động vật thì khối lượng cơ thể càng nhỏ thì nhịp tim càng lớn. Vì vậy nên động vật có khối lượng cơ thể càng lớn thì
nhịp tim càng nhỏ. Vâng, đúng rồi ạ. Nhịp tim tỷ lệ nghịch với khối lượng cơ thể. Và đáp án chính xác là voi, mèo và chuột. Bạn được còn 30 điểm ở câu hỏi này. Chúc mừng Duy Yến, bạn được còn thêm 30 điểm ở câu hỏi này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Nguyên nhân nào sinh ra hiện tượng ngày đêm luân phiên trên trái đất? 20 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, cả 4 bạn thí sinh đều có tín hiệu chuông. Tuy nhiên tín hiệu chuông nhiên hơn là của Đình Thiên. Mời bạn. Dạ, là do trái đất quay, tứ quay quanh trục của nó. Vâng, đáp án của Đình Thiên chưa chính xác, bạn bị trừ đi 10 điểm. Cơ hội thuộc về Quan Trọng. Dạ là thứ nhất là do trái đất tứ quay quanh trục của nó. Thứ hai là vì trái đất quay quanh mặt trời theo một quy đạp nhất định. Đáp án của Quan Trọng cũng chưa chính xác. Rất tiếc, phải lấy đi của bạn 10 điểm. Vâng, tín hiệu chuông của bạn tiếp theo là Duy Ấn. Xin được hỏi Duy Ấn, bạn đưa ra đáp án gì ạ? Dạ, là trái đất tứ quay quanh trục của nó, trái đất quay quanh mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất. Vâng, vậy còn Văn Hoàn, đáp án của bạn là gì? Dạ, như bạn. À, như bạn. Dạ. Vâng, đáp án chính xác của chúng tôi là do trái đất có hình cầu và tứ quay quanh trục. Do trái đất có hình dạng khối cầu nên luôn được mặt trời chiếu sáng một nửa là ngày và một nửa chưa được chiếu sáng thì sẽ là đêm. Trái đất tứ quay quanh trục dẫn đến tất cả mọi nơi trên bề mặt trái đất đều lần lượt được mặt trời chiếu sáng rồi lần lượt chìm trong bóng tối, gây nên hiện tượng ngày đêm luân phiên. Đó là đáp án chính xác cho câu hỏi này. Rất tiếc, hai bạn Đình Thiêm và Quản Trọng mỗi bạn bị trừ đi 10 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư có nội dung như sau. Bút danh nào trong số cả bút danh sau không phải của Nguyễn Tuân? Tuấn Thừa Sắc, Trảo Nha hay là Nhất Lang? 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Vâng, là tín hiệu chuông của Quan Trọng. Mời bạn. Trảo Nha. Vậy theo bạn, Tuấn Thừa Sắc và Nhất Lang chính là bút danh của ông Nguyễn Tuân. Dạ. Vậy bạn có biết Trảo Nha là bút danh của ai không? Dạ, em cũng không nhớ. Vâng, Trảo Nha chính là bút danh của Xuân Diều. Bạn được còn 30 điểm ở câu hỏi này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Thế nào là dòng cùng tên? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, đây là một câu hỏi thuộc lĩnh vực âm nhạc. Dòng cùng tên là một cặp dòng trưởng và thứ có cùng âm chủ nhưng khác nhau về hóa biểu. Vâng, như vậy là cả 4 bạn thí sinh đều chưa đưa ra được đáp án. Và trước mắt chúng ta sẽ là câu hỏi số 6. Câu hỏi cuối cùng của phần thi chinh phục. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 6. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Complete the sentence with one word. Dr. Brown has made a lot of significant contributions to the fight against the pandemic. Understandably, his colleagues always up to him. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, rất nhanh chóng, Quản Trọng đã đưa ra tín hiệu trả lời cho câu hỏi này. Mời bạn. Look. Look. Bạn hiểu câu hỏi tiếng Anh này như thế nào ạ? Bác sĩ Brown có rất là nhiều đóng góp quan trọng trong việc chống dịch. Và điều dễ hiểu là những cái người trong những cái người học trò của ông ấy thì luôn ngưỡng mộ. Vâng, rất chính xác. Bạn giải thích cũng rất chính xác luôn. Những người đồng nghiệp luôn ngưỡng mộ ông ấy. Và đáp án chính xác ở câu hỏi này là lúc bạn được còn 30 điểm. Và như vậy cả 4 thí sinh đã hoàn thành xong phần thi chinh phục, khép lại chặng đua thứ 10 của vòng loại trên chơi chinh phục năm nay. Vâng, và chân dung của nhà vô địch đã hiện rõ. Chúng ta cùng đến với bảng điểm ngay sau đây.
40 điểm là số điểm của hai bạn Văn Hoàn và Duy Ấn. Đinh Thiên có 70 điểm và ở vị trí dẫn đầu là Quảng Trọng với 170 điểm. Vâng, như vậy là với những câu trả lời xuất sắc, Hoàng Duy, Quảng Trọng đến từ trường Trung học phổ thông Do Linh đã xuất sắc giành được vị trí thứ nhất của cuộc thi thứ 10 tranh chơi chinh phục ngày hôm nay. Về ở vị trí thứ hai là Nguyễn Minh Đình Thiên đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Hai bạn Nguyễn Duy Ấn và Lý Văn Hoàn đồng giải ba. Ngay sau đây xin được mời bốn bạn thí sinh chúng ta cùng bước lên phía trước để nhận giải từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời cô giáo Lê Thủy Hằng đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ lên sân khấu trao giải ba cho hai bạn Nguyễn Duy Ấn và Lý Văn Hoàn. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho Nguyễn Duy Ấn và Lý Văn Hoàn đã giành được giải ba tại cuộc thi chinh phục ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng Nguyễn Duy Ấn và Lý Văn Hoàn. Cảm ơn cô giáo Lê Thủy Hằng. Trân trọng kính mời cô giáo Lê Thị Ngọc Trâm đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Hóa lên sân khấu trao giải nhì cho bạn Nguyễn Minh Đình Thiên đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Nguyễn Minh Đình Thiên đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà đã về nhì trong chặng đua ngày hôm nay. Vâng, và lúc này là giây phút chúng ta cùng chờ đợi. Xin được trân trọng kính mời cô giáo Lê Thủy Hằng đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ lên sân khấu trao giải nhất cho bạn Hoàng Duy Quản Trọng đến từ trường Trung học phổ thông Do Linh. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng Hoàng Duy Quản Trọng. Như vậy Hoàng Duy Quản Trọng đã là thí sinh tiếp theo có mặt vào vòng 2 của cuộc thi chinh phục năm 2023. Trong cuộc thi chinh phục tiếp theo, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tranh tài của 4 bạn thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh, Trung học phổ thông Triều Phong, Trung học phổ thông Nguyễn Huệ và trường phổ thông dân tộc Nội Trú Tỉnh. Và đến đây, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong trận đua tiếp theo của cuộc thi chinh phục năm 2023. Miền Trung bà con hoan hỉ, lúa vàng nặng hạt, mùa màng bội thu. Bí quyết là nhờ bộ sản phẩm đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả với thành phần NPK và các chung vi lượng hợp lý. Đầu trâu lót thúc NPK 17-12 năm cộng TE giúp cây ra rễ nhanh để nhánh khỏe tăng trưởng mạnh. Đầu trâu đón đồng nuôi củ quả NPK 16-4-14 cộng TE giúp đồng to, lúa trổ đều, bồng lớn chắc hạt. Bộ sản phẩm sử dụng được cho nhiều loại cây trồng. Bộ sản phẩm phân bón đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả Bình Điền Quảng Trị năng suất cao, tăng lợi nhuận.